gì mà chưa tắt máy? Tôi đang xem kết quả xổ số. Ông xem kết quả xổ số hay là... thì cái... Thời đại nào mà ông còn xem kết quả xổ số trên máy tính? Mình là người có tiền thì vậy có thư ký riêng. Mới trực ký. Hãng rồi. Thư ký của ông đâu? À, thư ký của tôi đây. Ô, ngon. Ông làm cái nào hay thế? Tao đến hạn hạn lời rồi này. Thế mà cũng gọi thanh niên thời đại mới. Sao bảo cái gì cũng biết. Đây, muốn có em thư ký này, đơn giản chỉ cần chọn tin XSMB gửi 5055 để lấy kết quả xổ số miền Bắc. Một ngày mất có 1.000 thôi. Đến giờ là cũng có tin. Quá hay còn gì nữa. Đây là dịch vụ trả tin kết quả xổ số tốt nhất của Việt Nam. Thế chỉ có của miền Bắc à? Miền Trung 15 thì sao? Sao ông này kém thế nhỉ? XSMB là viết tắt của xổ số miền Bắc. Ông muốn lấy kết quả xổ số của miền Trung, miền Nam thì chỉ cần soạn XSMT và XSMN gửi 5055. Tưởng thế nào những cái dịch vụ này ông bây giờ còn không biết thì đã tụt hậu cả hàng chục năm rồi đấy. Thôi, quần áo mà đi chơi, giải hố.